Quý vị, cô bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền quê hương đất nước. Trong chương trình hôm nay, Điện tử Cao Phong sẽ test chất âm và cung cấp đến quý vị, cô bác và toàn thể anh em những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn Audio Center. Vâng, model là Pro 6.0, chạy với công suất là 32 sò Toshiba và có bù áp rất là đẹp. Chất âm của những dòng cục đẩy Audio Center rất là hay, tiếng của nó ngọt, sáng tiếng và công suất khỏe. Con này rất phù hợp trong cấu hình âm thanh và karaoke gia đình. Đó, những chiếc cục đẩy được thiết kế mặt phay nhôm. Đây, hình thức mặt mũi của nó rất là đẹp. Một bảng táp lô nằm chính giữa, một logo Audio Center, công tắc bật tắt nguồn, hai dàn đèn báo tín hiệu khi đánh công suất lớn nên nó nháy rất là đẹp. Hai volume chất áp Hobby tinh chỉnh rất chính xác. Một logo Pro 6.0, hai cửa sổ là mát, hai tay sách và mặt phay nhôm rất là đẹp. Đó, đây là phía đằng trước. Và tiến vào cái nội thất bên trong, xin mời các bác và anh em chiêm ngưỡng cái nguồn biến áp của nó rất là lớn. Đây là nguồn biến áp của nó rất là lớn nhé. Và chạy với công suất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 16. Bên đây 16 là 32. 32 con sò Toshiba và nhiều bù áp. Và một dàn tụ lọc nguồn rất là lớn. Đây ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quả tụ lọc nguồn. Đây, rất là đẹp. Vâng, những quả tụ lọc nguồn còn có cả thương hiệu Audio Center. Và đặc trưng là mên vỉ của những dòng cục đẩy này là mên vỉ đỏ, nên là chất âm của nó rất là hay. Đó, rất là hay. Riêng dòng cục đẩy này thì các bác chơi gia đình rất là tuyệt vời. Quạt gió chạy mát và êm. Đây ạ, đấy. Với công suất này thì các bác có thể đánh hai cặp loa full bass 30, công suất khỏe. Đấy, cho chất âm rất là hay. Đây, dòng cục đẩy thương hiệu hàng hãng. Đó, các bác đã dùng những chiếc cục đẩy Audio Center thì các bác biết riêng con này chất âm của nó sẽ hay hơn những dòng cục đẩy DKLA 800, 600, 400. Bởi vì những dòng máy LA thì nó cũng hay, nhưng chất âm không bao giờ hay bằng những dòng cục đẩy này được. Đấy, tiếng của này rất là ngọt, sáng tiếng và công rất khỏe. Đấy, các bác nhìn thấy toàn bộ sò Toshiba đó. Và vẫn còn nguyên keo của nhà sản xuất này các bác nhé. Đây, nguyên keo của nhà sản xuất nhé. Đấy, tất cả còn nguyên zin từ trong ra ngoài, đẹp. Nguồn biến áp lớn này, nguồn biến áp toàn bộ dây đồng xịn và rất là to, chạy 32 sò Toshiba và 8 quả tụ lọc nguồn. Đây, các bạn nhìn này rất là sướng mắt luôn. Đó, quạt gió chạy mát và êm. Dòng cục đẩy này thì chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời luôn, ngọt, sáng tiếng và khỏe. Đây là những dòng cục đẩy thương hiệu hàng hãng nên cho chất âm rất là hay. Đấy, các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096 để xíu cho mình những chiếc cục đẩy Audio Center Pro 6.0. Đấy, hàng đẹp xuất sắc, nguyên zin. Bác nào đã dùng những dòng cục đẩy này rồi thì bác biết là cái chất của nó cực kỳ tuyệt vời. Đấy, chất của nó, cái dòng này, chất âm của nó rất là hay, sáng tiếng, khỏe. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096 để sở hữu cho mình những chiếc cục đẩy Audio Center Pro 6.0, 32 sò Toshiba, nhiều bù áp. Đấy, đẹp xuất sắc, nguyên zin. Đấy, tất cả những dòng cục đẩy này nhá các bác nhá, nó là nguyên zin, nó còn hẳn còn cả những cái tem này nhá các bác nhá. Đây, tem này, đây, con sò này, rồi đổ keo niêm phong của nhà sản xuất các bác nhá. Đó, rất đẹp. Đây, tụ lọc nguồn phẳng nét luôn và tụ lọc nguồn rất là to, dây đồng lớn. Đấy, rất là xịn luôn. Vâng, xin mời các bác có nhu cầu các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772260096. Vâng, em ship hàng toàn quốc và các bác xem video, xin mời các bác nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. À, rất đẹp, để cái mặt của nó rất là, các bác nhìn này. Đấy, cái mặt này nhá, và đặt lên đỉnh những thiết bị như là lọc vang thì nó rất là đẹp. Đấy, thành một cấu hình âm thanh karaoke rất là đẹp luôn. Đấy, cái mặt mũi của nó này. Đấy, bên trong là bụi nhá các bác nhá. Đấy, bụi này. Đấy, nhưng mà rất là đẹp. Đấy. Vâng, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác và anh em vào các video tiếp theo. Em quay lại một lần nữa, chiếc cục đẩy hàng rất là đẹp. Mên vỉ đặc trưng của những dòng cục đẩy này là mên vỉ đỏ. Đấy, rất độc đáo luôn. Khỏe các bác nhá, 32 sò, nhiều bù áp. Đấy, dây dợ các bác nhìn này, dây rất là to và cầu kỳ này, bẻ góc, làm rất là khoa học. Mặt mũi cân đối đẹp. Đấy, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Khi mà các bác đánh công suất lớn lên nhá, cái dàn đèn báo này nó nháy rất là đẹp này. Đấy, nháy rất là đẹp. Riêng dòng cục đẩy này, chất âm của nó sạch sẽ. Đây, em test chất âm trực tiếp từ máy tính vào loa, vào cục đẩy này, xong ra loa luôn, chưa qua vang, chưa qua lọc, nhưng nó đã quá hay rồi.
Vâng, các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với điện tử Cao Phong số điện thoại 07722 60096. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.